Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh nha. Trở lại video ngày hôm nay thì tiếp tục cái sự hiện diện của anh Quân gọi là nói về những cái vấn đề của Sư Minh Tệ. Và trong cái video ngày hôm qua thì đã có rất là nhiều kênh YouTube lên cho rằng là tôi và anh Quân đây dựng chuyện để nói về ông Sư Minh Tệ. Nhưng mà cô chú anh chị cứ xem đi, những cái việc mà anh em tôi nói, từ những cái hào quang, từ những cái mùi hương, từ những cái dấu cái hình Phật dưới cái chân của ông Sư Minh Tệ đều là không có nha cô chú anh chị. Tới bây giờ có ai chứng minh được cái điều đó đâu, đúng không? Đó, nên bây giờ là ngày hôm nay anh Quân sẽ nói rõ hơn những cái vấn đề mà cô chú anh chị đang quan tâm về cái đức hạnh tu của ông Sư Minh Tệ hiện tại còn đúng giống như những gì ông ta nói hay không, và cái câu chuyện mà anh em tôi có dựng kịch bản hay không thì bữa nay cô chú anh chị thấy rồi. Anh này đã từng gọi là mặc cái chiếc áo này đi cùng Sư Minh Tệ gần 3 tháng trời nha, gần 3 tháng trời mặc cái chiếc áo này rồi cô chú anh chị, chứ không phải là mới đây đâu. Nên anh này là rất là hiểu về Sư Minh Tệ đó, thì anh có thể chia sẻ lại cái vấn đề mà những cái người đó nói anh là dựng kịch bản, anh vu khống cho Sư Minh Tệ, anh bôi nhọ Sư Minh Tệ và anh xúc phạm một cái bậc chân tu như Sư Minh Tệ hay không? Thật sự là em nói như vậy nè, cái điều đầu tiên em khẳng định luôn là em chưa có dùng những cái từ ngữ nào để mà bôi nhọ Sư Minh Tệ cả, cũng chưa bao giờ mà dùng cái từ ngữ nào mà có lẽ nó hơi quá luôn á. Em nói đây nói trên cái khía cạnh là thực tế nhất. Thì ở đây là nhiều người cho rằng là khi mà bộ hành á thì cái hình ảnh của Sư Minh Tệ là nó tỏa cái hào quang ra, thì ở đây em là cái người đi chung đi kế bên, em thấy không phải như vậy. Và cái điều thứ hai nữa là người ta nói rằng những cái trên đầu những cái ngón chân á thì có mặc một cái hình Phật cười nào đó, nhưng mà thực chất á sau khi mà thầy ngồi thầy nghỉ trưa thì cũng hay ngồi cái kiểu mà kiết già đó quý vị, thì em ngồi đó em nhìn thấy là không có phải giống như vậy nha. Tất cả là những cái đầu ngón chân thì nó được bị đen là có, bị sưng phòng là có, tại vì đi nắng trong suốt khoảng thời gian dài như vậy thôi. Còn cứ qua cái câu chuyện em xin kể với quý vị chi tiết có phải đúng hay không nha. Em đi ra ngoài ngay chỗ mà thành phố Thanh Hóa đó, lúc đó là thầy Minh Tệ đã ở thành phố Thanh Hóa vào ngày 8 tháng 5 rồi. Thì lúc đó em đi về bên trong suốt cái khoảng thời gian đi là khoảng hơn 3 tuần, là đến ngày 1 tháng 6 thì thầy ẩn tu ở tại Huế. Xong bắt đầu ngày hôm đó thì em cũng đi về lại Sài Gòn. Xong tiếp tục ngày khoảng chừng hơn một tuần sau thì thầy bộ hành khất thực ở Gia Lai. Gia Lai xong bắt đầu rằng khoảng chừng 2-3 ngày gì đó có những cái tình hình là nó bất ổn về cái an ninh trật tự đó đó. Thì bắt đầu thầy tiếp tục ẩn tu. Và đến đúng khoảng hơn một tháng sau thì có thông tin thầy đang ở núi Sạn Nha Trang. Bắt đầu mình ra đó để mình coi mình có, nếu có dịp thì mình tiếp tục mình gặp được thầy. Nhưng mà trong suốt cái khoảng thời gian ở Nha Trang hầu như là không có bất kỳ ai gặp được thầy cả. Chỉ có cơ quan chức năng họ coi như là làm nhiệm vụ bảo vệ cho thầy thôi. Còn cái vấn đề rằng nói với cái hạnh tu của thầy từ những cái ngày ở ngoài khu vực phía Bắc và cho đến cái ngày hôm nay ở Gia Lai thì em thấy rằng nó có sự khác biệt rất là nhiều quý vị. Ở đây không phải rằng mình bôi nhọ nha, mình chỉ nói về một cái khía cạnh chung lập mà thôi. Cũng chẳng có thương ai ghét bỏ ai cả quý vị ơi, thật sự là vậy. Còn nhiều người cho rằng dựng cảnh hay là dàn dựng để làm cái gì, để hại Sư Minh Tệ, hại làm cái gì. Ủa cái lời nói của mình thì mình thấy sao mình nói vậy thôi, còn hại cái gì bây giờ tao phải là xâm phạm vô cái đời tư hay là bế mất thì hình ảnh của Sư Minh Tệ đâu, không hề. Cái này là anh là anh nói ra những cái sự thật đúng không? Chứ bây giờ anh là thí dụ anh biết cái điều đó không có thì anh phải lên tiếng đó. Đúng. Chứ bây giờ nếu mà anh cứ ma mị theo đó để cho những cái người khác họ u mê tiếp thì cái đó điều đó anh mới là người có lỗi. Còn đây anh là người nói ra sự thật, dám can đảm đứng ra để nói vạch trần cái sự thật cho mọi người thấy rằng là những cái điều mà tất cả các YouTube đưa lên là không có đúng, đúng không anh? Đó, anh nghĩ sao khi mà trong cái quá trình mà Sư Minh Tệ đi bộ hành khắc thực đó thì có rất là nhiều kênh YouTube gọi là đưa tại lên đưa ổng lên gọi là tặng mây xanh đó, làm cho khán giả ma mị đó, thì anh nghĩ là cái trách nhiệm của những người đó là như thế nào? Mình cũng biết rằng cái công việc của tất cả anh em YouTube là chủ yếu là để kiếm tiền cho cuộc sống thôi. Có những cái đôi khi mà cái tiêu đề hay là những cái hình ảnh nó có hơi quá thì cái đó là cái điều mình không chấp. Ở đây rằng cái câu chuyện ở đây như thế này nè, mình nhìn những điều thực tế nhất để mình nói. Không có thì mình không có thì mình nói không có, còn có thì mình nói có. Mình vẫn rất là quý cái hạnh tu của Sư Minh Tệ. Ngay cả những lúc mà mình đi vào trong mấy khu nghĩa trang khi mà thầy nghỉ ban đêm ở đó đó, mình có vào mình cũng thuyết pháp với thầy hay hỏi những điều thầy trả lời rất là nhỏ nhẹ, rất là bình thường. Vậy là anh đã từng ngồi nói chuyện với Sư Minh Tệ rồi?
anh nhớ chính xác đó là ngày hôm đó là ngay trong cái nghĩa trang liệt sĩ của huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, là gần đi về cái phía Nghệ An đó. Thì vào đó bắt đầu mình cũng mình ngồi đó, bắt đầu thầy có mấy cái chai nước luôn còn để đó, mình kêu mình bắt đầu mình vô mình xin thôi, thầy ơi con thầy có lấy chai nước ở đây được không? Thì thầy quay thì đáp lại cứ lấy bình thường không có vấn đề gì cả, tay phước mà. Thì thật sự rằng mình cũng rất là quý những cái điều đó, đến bây giờ mình vẫn khẳng định nha là mình vẫn quý cái hành tu của thầy, thầy Minh Tuệ. Nhưng mà trong suốt quãng thời gian gần đây thì tự nhiên bây giờ là thầy đi cũng không được thoải mái cho lắm. Đúng đúng. Hồi trước đó tôi còn nhớ là bắt đầu mà trước khi mà về Hà Tĩnh đó thì chẳng có bao nhiêu người theo cả. Lúc đó mình cũng đã từng cảnh báo, mình nói rồi, bây giờ là nếu mà đi như vậy thì nó ảnh hưởng an toàn giao thông rất là nhiều luôn. Cái điều đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai rằng tất cả các cô chú Phật tử đi chung thì nó gây ra cái tình trạng mà thật sự rằng kẹt xe và nó nhốn nháo nữa. Và cho cơ quan chức năng, mình đã biết cái điều đó rồi. Nhưng mà đến khi mà đi về ngay trong Hà Tĩnh là bắt đầu tự nhiên hàng ngàn người đi chung là thấy không ổn rồi. Đúng đó, thật sự là anh có mặt trong những cái dòng người gọi là đông đúc đó, thì anh thấy cái tình hình là bà con mình gọi là có gây mất trật tự hay là có lộn xộn hay là có lợi dụng sư Minh Tuệ để kêu gọi trục lợi gì hay không, anh có lừa đảo gì không những cái fan mà sư Minh Tuệ á? Cái fan thì không biết, nhưng mà có hình như anh biết được là những cái người mà như là ở bên cái phía mà Hà Tĩnh á, là của chuyện công chuyện của một cái anh mà xưng là hộ pháp của thầy Minh Tuệ đó, Tấn đúng không? Tốn 2-3 người nào đó thì bây giờ cũng đang bị cơ quan an ninh điều tra tỉnh Gia Lai bắt về cái tội mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi. Lừa đảo những người mà ủng hộ sư Minh Tuệ ha. Đúng rồi. Để kêu gọi nhớ lúc đó là kêu gọi hộ pháp mà. Điển hình là cái việc của lừa sư cô nằm bên Úc đó, nói là rằng thầy Minh Tuệ cần xây nhà, thầy Minh Tuệ bị bệnh nào đó. Bà sư cô này thì cũng tin, gửi tiền về, cứ nghe tin thầy bị gì đó bắt đầu gửi tiền về thì bay này lấy hết. Nghe nói tao số tiền cũng trên 300 triệu. Thì mới đây là có một cái thông tin rất là mới về cái tình hình mà cái cốc của anh Thình và chị Linh, vợ chồng anh Thình. Thì ở đây thì tôi thấy là bên phía các kênh YouTube họ đưa lên về cái thông tin đó là anh Thình gọi là mua 30 tấn tôn để gọi là gào xung quanh cái cốc á, có nghĩa là làm cái hàng rào, nhưng mà thường thường ta làm hàng rào bằng bằng lưới sắt, nhưng mà anh đây anh dùng tôn đó để anh bao quanh. Thì anh nghĩ là cái động thái này là vài ngày nữa sư Minh Tuệ có thể xuất hiện trong chỗ này hay không, trong cái cốc á? Tôi nghĩ thì bây giờ là thầy Minh Tuệ cũng đã xuất thực ở gần ngay cái công ty gì phát tâm thì Minh Tuệ rồi, thì cũng có sẽ có ngày thầy Minh Tuệ cũng sẽ về lại cái cốc của mình để mà xuất thực tại khu vực đó. Tôi nghĩ là khả năng là khoảng 80%. 80% là về đó. Tại vì bây giờ là tại vì nếu mà xây những cái tấm tôn như vậy thì chắc chắn rằng cũng không muốn người lạ người ta có thể nhìn vào bên trong, đúng không? Xây những cái tấm tôn cao như vậy thì mình cũng đồng ý về cái quan điểm đó, tại vì như thế này nè, cũng tránh cho những cái tình trạng mà nó gây như là cái kiểu mà tuyên truyền mang tính dị đoan. Ở đây không nói về cái việc mà sư Minh Tuệ tuyên truyền mang tính dị đoan nha, mà ở đây là những cái bà cô lớn tuổi bắt đầu tới đó bắt đầu rằng là cái kiểu mà giống như là thần thánh hóa cái câu chuyện, bắt đầu là lấy đất rồi bắt đầu là xin phước rồi xà người này xin phước xà người xin phước, là cái điều nó không có nên. Và anh có đánh giá gì những cái câu nói của sư ông Nguyễn Phương Hằng trong thời gian vừa qua, nào là quốc sư Minh Tuệ không chuộc phát nào, thì đến ngày hôm nay trong những cái lời nói đó thì anh thấy là lời nói nào của sư ông Nguyễn Phương Hằng dành cho sư Minh Tuệ là chính xác nhất anh? Ví dụ trong những cái việc mà tu học của ổng rồi những việc mà kêu gọi từ thiện từ phía vợ chồng của anh Thình đó, thì anh thấy là những cái việc đó là bây giờ nó xảy ra như thế nào rồi? Mình thì phân tích theo cái quan điểm cá nhân thôi nha. Ở đây có những cái lúc mà cô Phương Hằng có nói là hầu như nó là gần như chính xác, nhưng mà có lẽ rằng cô dùng từ thì nó hơi nặng quá, hơi nặng rồi, nhiều khi nó mất kiểm soát rồi đâm ra rằng cũng có nhiều người ta quý với sư Minh Tuệ người ta phản pháo là cái điều đương nhiên. Tại vì mình cũng biết rồi, khi mà ủng hộ cho bất kỳ idol nào mà có người nào nói về cái idol đó thì chắc chắn là mình cũng sẽ phản ứng lại. Nhưng mà ở đây rằng cái câu chuyện mà mình xin khẳng định luôn nha, là sư Minh Tuệ không bao giờ kêu gọi từ thiện và không chụp lời từ thiện. Ở đây chỉ là những cái người xung quanh, những cái người họ hàng nào đó, cái đó là mình không có biết, mình chưa khẳng định được. Thì có những cái thông tin như là chị Linh nhận tiền, nhận vàng gì đó ha. Còn riêng về sư Minh Tuệ mình dám khẳng định luôn là không bao giờ kêu gọi từ thiện. Vậy là anh nhận định theo cái những cái gì mà anh hiểu biết, và trong cái thời gian anh đi theo để anh quan sát,
thì anh khẳng định rằng là Sương Minh Tuệ không có nhận bất kỳ một cái khoản tiền vàng nào hết, đúng không? Đúng. À thì đó, đây là cái lời khẳng định của anh ấy. Nhưng mà tại vì có những cái câu nói như thế này nè, trong lúc mà cái buổi sáng mỗi lần khách thật là rất là đông người luôn, thì thầy Minh Tuệ giống như cái kiểu mà đã bị vây quanh á, cái Phật tử vô quanh đang ngồi xin phước và đảnh lễ đủ các kiểu hết. Mình cũng có thấy thằng thầy cũng kêu là thôi mọi người ai có việc thì cứ đi về nhà làm đi, mình chỉ đảnh lễ trong tim mà được rồi, chứ không cần phải mà tới đây rồi bắt đầu đảnh lễ rồi sờ thầy lấy phước, không cần đâu. Thầy có nói câu đó. Anh và anh có nhận thấy là khi mà từ khi mà xuất hiện cái công ty Phát Tâm Thiên Điểm Tệ đó, thì sư Minh Tệ trở về cách nay cũng 10 ngày rồi. 10 ngày. Đó, nhưng mà anh có thấy một điều lạ ở đây đó, là ngày xưa sư Minh Tệ nói là cái đường tu á, đường tu của ổng là phải đi vòng vòng để khắc thực, để gieo duyên ha, rồi để gọi là tu học tu sửa gì đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là sáng ra là cứ biểu diễn giống như là đi biểu diễn thời trang, đi chỉ gọi là 5-10 phút gì đó, quay lại có một hai cái nhà gì đó rồi quay lại, đó nó cứ lặp đi lặp lại như thế là 10 ngày rồi. Thì anh suy nghĩ như thế nào, tại sao mà ổng lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế, mà ổng quên đi những cái điều mà ổng nói trước đây, đó là cái việc mà ổng không ở trong cái chỗ mà người ta làm sẵn cho, phải ở lùm cây bụi lùm hay là nghĩa địa nghĩa trang bãi tha ma gì đó, mà tại sao bây giờ ổng lại thay đổi cái hạnh tu của mình rồi, liệu là sư Minh Tệ còn tu nữa hay không? Đó, anh là một cái người đi theo sư Minh Tệ lâu năm đó, rất là lâu, thì anh biết, thì anh suy nghĩ như thế nào, sư Minh Tệ còn tu nữa hay không? Theo mình, quan điểm mình nghĩ nha, là sư Minh Tệ vẫn sẽ tiếp tục tu trên cái con đường của thầy. Đó, nhưng mà tu cái gì mà vô công ty ngồi là tu cái gì? Tức là thầy đi khắc thực buổi sáng rồi thầy vẫn đi về đó rồi bắt đầu nghỉ ngơi, tức là thầy rất bắt đầu gần hình như là ở trong cái giáo lý nhà Phật hình như là có 3 tháng triết hạ đúng không? Nhưng 3 tháng triết hạ đã qua rồi. Qua chưa? Qua rồi, 3 tháng triết hạ đã qua rồi. Không, 3 tháng triết hạ hình như là nó trùng vào cái mùa mưa đó. Đó, nhưng mà đã qua rồi. À, 3 tháng triết hạ đã hết rồi. Đó, nhưng mà tại sao bây giờ sư lại về công ty đó? Anh có nghĩ là mai mốt là sư gọi là nghỉ tu luôn không? Ngồi đó để live stream bán hàng luôn không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ sư vẫn còn tu vậy thôi. Chứ theo bản cá nhân tôi nhận thấy là từ từ là sư bắt đầu là có dấu hiệu là nghỉ tu rồi đó. Tôi thì tôi vẫn biết rằng sư vẫn sẽ tu và vẫn sẽ mặc những cái y phấn tả giống như vậy. Còn cái qua cái câu chuyện nhưng mà mặc y phấn tả bán ngồi bán hàng cũng được mà. Ồ, cái đó là cái điều không được. Nếu mà làm vậy thì thật sự rằng nó cũng bất ngờ và mình cũng coi như là sụp đổ luôn á. Tại vì là thầy đã tu, thầy đã nói thầy đã tu 6 năm rồi thì tiếp tục trên cái con đường tu hành của mình, chứ nếu mà làm vậy thì không có được. Nhưng mà đã thầy tu 6 năm rồi, nhưng mà tại sao ổng không tiếp tục theo cái con đường mà trước đây ổng đã từng đi tu, mà bây giờ lại trở về cái công ty đó? Và cái công ty đó khi mà họ lập ra thì họ nói là để gọi là bảo, nhằm gọi là bảo vệ cho ông sư Minh Tệ để ổng được tu học đó. Đó, cho là vậy đi, thấy không? Bảo vệ hay là hỗ trợ gì đó. Nhưng mà ở đây thí dụ mà bảo vệ hỗ trợ thì họ đâu có cần đăng ký cái sản phẩm kinh doanh của mình. Đó, nào là dịch vụ du lịch, rồi dịch vụ lưu trú, rồi cho thuê xe điện, rồi những cái vấn đề khác đó, rất là nhiều ngành nghề đó, đúng không? Cái này là mở ra để kinh doanh. Tôi nghĩ là công ty này là kinh doanh dưới hình thức là mang hình ảnh của ông sư Minh Tệ ra kinh doanh. Còn anh suy nghĩ như thế nào? Tôi thì tôi không có bàn về cái vấn đề của công ty đó. Ví dụ mà họ có làm gì sai thì không sai, họ không sai. Họ bây giờ họ đem ông sư Minh Tệ bỏ đó ngồi để bán hàng luôn, có không sai? So với pháp luật thì đâu có sai. Tức là tôi nói như thế này, có gì nếu mà họ làm sai với cái lương tâm của mình thì họ chịu trách nhiệm. Còn ở đây cái câu chuyện là về cái công ty là mình sẽ không bàn tới ha. Về công ty là mình sẽ không bàn tới, tại vì họ có thể họ kinh doanh, ví dụ họ mở cái gì đó, có thể rằng họ sẵn tiền họ làm luôn là cái kinh doanh đa ngành nghề, hiểu không? Thì tôi sẵn tiền họ làm thôi, có thể rằng chứ trong đó bao cái dịch vụ gì là nói thôi, mình cũng chưa biết được sự việc. Không phải ở đây mình nói là cái vấn đề là không phải là công ty kinh doanh sai, không phải, mình không có nói. Ở đây mình nói cái vấn đề là cái ông sư Minh Lệ, ông từng nói là ông gọi là bỏ tất cả, không tiền không bạc gì hết, nhưng mà bây giờ là ông về đó để ngồi để cho anh của mình kinh doanh hay là em của mình kinh doanh, thì ông suy nghĩ như làm sao? Chứ không phải là tôi đâu có nói công ty kinh doanh sai. Nếu mà sai thì pháp luật họ vào cuộc, họ làm việc chứ sao mình làm được. Tôi thì tôi không nghĩ rằng thầy Minh Tài có ý định tới đâu, nhưng mà những người sau sau lưng thì không biết nha. Những cái như kiểu như là em của sư Minh Tệ hay là anh gì đó thì mình cũng chưa có biết rõ mục đích của họ là gì. Nhưng mà khẳng định một điều rằng sư Minh Tệ cũng không có muốn cái mục đích kinh doanh đó đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà sư Minh Tệ ở đây lâu quá thì cũng có ngày chắc là mà sẽ mở kênh TikTok để live stream bán hàng nha. Chứ đó mà tu gì nữa, bây giờ sáng cái đi ra một vòng cái ăn kiếm đồ ăn sáng,
kiếm đồ ăn sáng xong cái nằm ngủ hay là ngồi nghỉ thôi, tới chiều tới tối có làm mẹ đâu, tối ngày cứ nhiêu đó thôi. Và anh suy nghĩ như thế nào mà cái câu nói của ông sư Minh Tệ bây giờ đang gây cái sự tranh cãi rất là quyết liệt, đó là những ai mà thiếu nợ á đó là bỏ đi tu đi, rồi mai mốt có người gọi là đem tiền lại trả nợ thay, thì anh suy nghĩ như thế nào? Anh là một cái fan của ông sư Minh Tệ và anh là người đã đi cùng với sư Minh Tệ thì anh nghĩ làm sao? Không, riêng cái cá nhân tôi thì tôi thiếu nợ, tôi lo tôi làm tôi trả thấy mò luôn, chứ đó tôi không có đi tù ha. Đặc biệt là mình sống về cái xã hội thực tế nhất. Còn về cái việc mà bây giờ nói rằng nếu mà ai thiếu nợ cứ đi tù đi, là bắt đầu là sửa. Nếu mà ở Việt Nam rất là nhiều nha, những người có cuộc sống khó khăn thì họ cũng giờ họ buông bỏ, họ đi tù luôn rồi sao? Đó là cái điều không được. Nhưng mà tù thì mình chỉ biết một rõ một điều như thế này, mình bắt buộc mình phải xin và có giá hội Phật giáo Việt Nam, chứ không phải rằng mình tù mình đi ra đường là mình tù, không có đâu. Bắt buộc phải chấp hành pháp luật, tu cái gì cũng vậy cả, phải chấp hành pháp luật này, nghiêm chỉnh đàng hoàng ha. Rồi vậy là anh đánh giá là ông nói như thế là đúng hay sai? Tôi hỏi anh là đúng hay sai? Sai. Sai đó. Bây giờ đúng hay sai? Anh là một cái đệ tử của sư Minh Tệ thì anh suy nghĩ là thầy anh nói như vậy đúng hay sai? Tôi có quan điểm rõ ràng đó, cái nào đúng là đúng, cái nào sai là sai, nhưng mà trong cái câu chuyện á mà nếu mà thầy nói là câu đó là sai. Tại vì nó không có phù hợp với cái vấn đề thực tế. Tự nhiên bây giờ thiếu nợ rồi bắt đầu đi tu, chẳng hạn mấy ông giám đốc ổng bị phá sản, không là ổng cào đầu đi tu là hết nợ. Không có chuyện đó đâu. Chắc có lẽ vì cái câu nói này mà anh nhớ cái đợt mà ở ngoài Hà Tĩnh hay là khúc nào đó mà lên 70 mấy 80 người đi theo đó. À cái đợt đó là từ khi mà hình như cái đợt đó hình như ngay cái mùa mà đá banh hay sao á. Đúng không? Không cái phải. Mùa Euro gì đó đúng không? Cái gần trước Euro. Trước Euro. Còn cái đợt mà đi đông nhất á, là đi về lúc mà về ngay thành phố Vinh đầu là đông. Thật sự rất là đông luôn. Vậy là đến bây giờ thì anh cũng là khẳng định là những cái câu nói của ông sư Minh Tệ nào là thiếu nợ đi rồi là đi tu là sai. Rồi thí dụ mà không làm cũng có ăn, người ta đem lại cúng dường rồi đó, là đúng hay sai? Cái mà sáng cứ đi tu rồi ra gặt lúa vô nấu cơm ăn thôi, không cần đi làm. Tại vì sống lúa tự mọc luôn. Sống theo cái xã hội mà di vật của mình thì phải có làm mới có ăn, đúng không? Không làm ăn thì chỉ có ăn cứt chim thì nước mưa thôi, đúng không? Những cái đó mới miễn phí thôi, chứ trong xã hội này có cái gì thì miễn phí, đúng không? Kể cả cái áo anh mặc anh mua mấy tháng trước anh cũng tốn tiền, chứ có ai cho anh đâu. Đó, nên là những cái vấn đề của ông sư Minh Tệ á, chắc chắn anh em mình sẽ làm tiếp tục trong video tiếp theo nha mọi người. Rồi bây giờ anh có một lời nào chia sẻ cho mọi người không để mình kết thúc cái chương trình này? Thì em chỉ biết nói là cái quan điểm của em như thế này nè. Khi mà em đi em thấy mọi người hình như là nguyên cái một cái hàng dài xếp hàng chừng 2-3 cây số, tự nhiên thầy bên tội đi ngang xong bắt đầu là quỳ lại đảnh lễ đúng với các kiểu hết. Nhưng mà em xin hỏi là một câu có lẽ rằng nó cũng gây tranh cãi ha. Nhiều khi mình ở nhà mình làm cái lầm lỗi gì với cha mẹ mình, không biết mình có quỳ mình xin lỗi chưa đó chưa ha. Thì mọi người cứ suy xét lại, thầy Minh Tệ mình vẫn khẳng định đó là thầy đang trên cái con đường tu học theo giáo lý nhà Phật thôi, cũng không có thuộc bất cứ tôn giáo và không thuộc giáo Phật giáo Việt Nam ha. Mọi người tùy mọi người sẽ có những cái quan điểm khác nhau và cái quan điểm là không bao giờ đúng hay là sai nha quý vị. Xin chào mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.